Hey, các bác ơi, hôm nay nhà em chặt hom cỏ voi cho khách nhé. Hôm qua đang lên đấy rồi. Cả voi đây. Đây, nhà em đang chặt. Ông chủ đi chặt cỏ voi đây các bác nhá. Này người làm không thuê được. Đảo ngũ hết rồi. Người làm đợt này đi về đi gặt lúa hết rồi. Kìa đống cỏ. Đây anh bê kia. Cái này là bọn em chọn rồi đấy. Chọn ở ngoài ngoài bãi rồi. Đây chọn những cái cây những hom đều như này thì mới mang về đây để chặt. Đây các bác nhá. Đây, hom cỏ. Đây là những cái hom bánh tẻ. Đấy, không có lông nhá bác nhá. Đây. Cỏ già thì chặt bán hom, còn đoạn ngọn non thì cho bò ăn. Cái này cái ngọn non nhà em chặt về cho bò. Quay bò cho cả nhà người ta xem. Đây. Này là không phải trồng để bán hom này chính đâu mà cái này trồng thế nó hiệu quả. Thế đăng lên cho mọi người xem, mọi người thấy hiệu quả người ta đăng ký mua thì mình bớt giống thôi. Chứ cái này là cỏ non thì cho bò ăn, còn cỏ già thì mới bán. Cỏ này nó không ngứa đâu, nó không có lông đâu. Đây này, cây cỏ này không hề có lông. Đây là bánh tẻ. Không có đứt tay, đứt chân như gì cả. Nó không xù xì như kiểu cái giống cỏ cỏ kia, giống cỏ voi ta, voi vàng kia. V06 đấy. V06 mới voi vàng, còn cái này là voi xanh. Này các bác nhìn này, cái hòm rất là mềm nhé. Đấy, nhìn này. Này băm, mềm như mía luôn. Băm bằng máy băm của mình kia, bò ăn được hết mà. Đấy. Không có lông này. Này các bạn nhìn này, cái hom của nó rất là mềm nhé. Đấy. Đều. Thế nó đều. Mà cái này bánh tẻ này lên nhanh anh nhỉ. Già quá cũng chậm lên. Già quá chậm. Non quá thì nhanh héo. Hom đều. Nhiều người hỏi mua người ta sợ mình chặt cỏ non, nhưng mà cỏ non không có đâu, cỏ non là để cho bò ăn chứ. Cái cỏ non là bên em để cho bò hết. Này, bên này chỉ lấy bánh tẻ như thế này thôi. Nó mốc trắng như thế này cơ mà. Chứ có phải là nó non non bún đâu. Này. Em quay cho các bác xem trại bò nhà em nhé. Trước kia bên em cũng trồng VA06 đấy. Trước kia là bên em cũng trồng VA06 đấy, nhưng mà nó không hiệu quả. Mà thân nó rất là già, nhiều lông. Thế sao bên em phải chuyển đổi thành cái cỏ này đây. Cỏ voi Đài Loan này. Đây, đây là trại bò của bên em này. Đấy, quay luôn cho các bác xem. 3HA cỏ đấy, để nuôi chỗ này. Chỗ này của nhà em là gần 200 con bò à. 3HA cỏ voi Đài Loan. Cộng với bên em cũng trồng thêm cả cỏ Guinea nữa. Nhưng mà cỏ Guinea năng suất của nó không được cao. Nên chủ yếu là cỏ voi Đài Loan thôi. Cỏ voi không lông. Đây. Hiện tại là hôm nay là vào vụ rơm là cả rơm luôn. Đây. Đấy, đây các bác thấy chưa? Đây trại bò của bên em. Cỏ này, cỏ voi này thì là không phải nhà em chuyên để bán cỏ voi, mà là cỏ voi dư, nghĩa là khi cho bò nó dư ra. Cái này nó rất là năng suất, chặt một tuần sau quay lại nó đã lại bằng đầu gối rồi các bác nhé. Nó rất năng suất, nên là mùa hè này cỏ lên rất là nhanh. Đấy, có dư ra thì bọn em mới bán cho các bác thôi. Mà các bác nào có nhu cầu mua là cỏ này bọn em phải đặt tiền trước, chuyển tiền trước. Bọn em nhận được tiền bọn em mới chuyển hàng. Tại vì tránh trường hợp nhiều bác cứ gọi xong bọn em, bác cũng biết đấy, làm nông nghiệp này, các bác nếu mà bác là người nông dân làm nông nghiệp rất là vất vả. Trời nắng này đi chặt cỏ, chặt hom về, đi chọn ở bãi về, chọn từng hom một,
mang về xong mới chặt hom như lúc nãy em quay cho các bác ấy. Chặt hom ra xong mới đóng tải xong mới gửi đi Viettel. Khi gửi thì là các bác, nhiều bác lại cứ vào đến nơi thì lại gọi lại không nghe máy. Thì nên bọn em lại vừa mất tiền thuê người chặt, vừa mất cái tiền cước. Nên là tránh trường hợp như thế là các bác, bọn em là người thật việc thật, bọn em cứ phải nhận được tiền bọn em mới gửi hàng cho các bác được. Nên là các bác thông cảm cho các bọn em ở chỗ đấy. Chứ không phải bọn em chắc lép gì ý là tại sao lại không gửi hàng trước. Đấy, nhiều bác thì cứ gọi hàng nhưng mà đến hàng đến nơi thì shipper người ta gọi thì lại không nghe máy nữa. Thế là bọn em lại phải chịu cái phần cước với cả cái tiền công. Đây các bác này. Đấy, trại của em là người thật việc thật nhá. Mấy hôm nay là bọn em cũng chặt rất nhiều đơn. Hầu như các bác lấy 2.000, 3.000, 4.000. Có nhiều bác thì lấy rồi xong trồng không đủ lại lấy tiếp.